Chào bà con nha. Hôm nay thì bà con cái máy bơm dân thể dành cho dùng cho máy xăng từ 5,5 trở lên nè. Nó xong có khoảng 5,5 là dùng được nha bà con. Đây nguyên bộ không như tiền bà con ơi, bơm tốc độ cao, bơm như chữa cháy đó. Dạng là dạng chữa cháy mini nè bà con. Đây, bơm dân thể dành cho máy xăng nè. 5,5 trở lên. Nhỏ gọn mà con đấu đít cho xài tiện, khỏi như con gườm gà, sắp tay được luôn nhẹ hiu à. Rất là nhẹ. Đặc biệt cái đời này giống như chữa cháy bơm cũng rất là xa con, có thể dài trăm mét nè. Dạng ống thì dài trăm mét bình thường nè. Bơm dân thể dành cho máy xăng nè. Đó là dân thể 168 nè, dành cho động cơ bên 5,5 đó, 168, 1.8 lên hơn 5,5 đó. Rồi thì nó có cùi nối giống như dòng chữa cháy mà con tháo lắp dễ, giặt này ra, rút cái cùi này ra. Cái cùi này để gắn ống vô dẫn đi nè, nó làm con di chuyển dễ, cái nhẹ thôi. Thấy không, nhẹ nó cứ ngắt luôn à. Đặc biệt là bà con thì nói làm mà đầu gô này phải chắc nha bà con. Đầu gô bắt buộc phải cứng nha, phải có gon đùa hoàng không được nhích. Nếu mà hở gon nó sẽ hút nước không lên, chậm nước hay nghe hao xăng. Phải đúng của nó mới được. Phải cứng, có gon trong nha, xin nó trong đùa hoàng. Đây là bơm dân thể dành cho máy xăng nha. Dành cho bơm cao áp, bơm tốc độ xa, đi xa vài trăm mét á. Dẫn ống vài trăm mét là bình thường. Bơm dân thể dành cho máy xăng nha. Nguyên bộ không có nhiêu tiền mà con, bơm tốc độ nó lẹ. Bơm này ra cũng ống 49 nha bà con, ống lớn luôn nè, ống 49 luôn nè. Đặc biệt cái đời này đời nén, giống như chữa cháy nén đi rất xa. Nguyên bộ này có 3 triệu mấy bà con, chạy rất là ngon. Máy xăng bơm dân thể dành để bơm xa vài trăm mét là bình thường. Đây, bơm dân thể dành cho máy xăng đây, đấu đít vô vậy đây, tại như thế này đây, dành cho máy xăng. Máy xăng từ 5,5 cho lên là xài được nè, 168 nè. Đây là 168 nè. Thấy không? 5,5 cho lên xài được 168 rồi con. À, ở đây cũng 168 nữa không? Đây có tốc độ vừa, tốc độ lẹ lắm, bơm giống như chữa cháy vậy. Mời chị về rảnh test rồi con. Nguyên bộ bơm nó đã rồi con ơi. Cứ giật là chạy là bơm thôi. Đẹp. Các tiện nha con, chứ cần đấu đít nhau là xài thôi nè, khỏi cần chơi gây co go là gồm già lắm. Dành cho con bơm đường xa dài trăm mét, ống dẫn đi là ngon lành liền. Giật gắn vô giật cũng rất là nhẹ nhàng mà con ơi. Đúng nó gắn vô bốn ốc, gắn vô là rồi. Xài rất là thiên thu luôn. Rất im mà con ơi. Mới chát luôn. Máy xăng mà con, nó mua dòng dòng máy mới nó khỏe mà con, hỏi hư 20 giặt đổi mới. Để máy xăng cái dòng nghĩa địa nó bị hư pin, hư bình xăng con đó, mình xài lâu quá rồi đó. Dễ hư bình xăng con, hư pin lắm. Xe máy mới là thiên thu đi, hư 20 giặt đổi mới đi. Dù cho nước nào sản xuất đi chăng nữa, máy mới vẫn là ok hơn mà con ơi. Sạch sẽ nữa. Nó là con nào dẫn đi tưới ra màu ra trái khơi nhớt nhau, không xì dính ra cái thực phẩm của mình nữa. Mới nó khỏe tiện. Bơm dân thể dành cho máy xăng từ 6 từ 5,5 cho lên nha con. Cút thẳng đấu đít vô xài luôn, đấu đuôi vô xài luôn. Đây đấu đuôi trực tiếp luôn, nó rất tiện, khỏi gườm gà cho co go. Đặc biệt là ống đầu ga là tháo lắp rất là dễ. Đầu vô bắt buộc phải kính mới được. Nó hơi về con xiết cổ dê đồng hoàng nha. Đó đời này thì khỏi nào nó có mấy gờ nè, con đẩy ống vô là cứ ngắt là nó chặn hơi là hết. Rất là tiện. Rồi rồi. Đây hết tiện rồi con. Con nào có nhu cầu luôn là 0886567. Rồi được rồi. Ủa, ít quá thêm chút nữa mới tới cồn. Rồi ok. Giật đi anh. Đó giờ cái từng giật chưa?
mạnh lên. Ê, con tắt. Okay. Em chiếc ốc rồi nổi trơn rồi đó. Cứ về xài thôi. Cái đời này nó mạnh lắm. Lên ra một chút. Đời này dễ, đời chữa cháy đó nha. Nó bắn đi xa, nó nén này nè. Vô đây là nén đi xa. Chứ gọi anh mà đợi nó cắn cái này nè. Nó lên nó nén á. Nó giống như là chữa cháy nha. Kéo tới trong cứng giật đi cho nó đứt tới cái giật. Có nước á mới giữ. Ngoài đó là hút cái hỏng mà. Nếu hút vậy là cái hỏng ta ok rồi. Có nước vô nó hút cho thấy.